Trương Lăng Hách mất 10.000 người theo dõi sau tin yêu Bạch Lộc. Nam thần màn ảnh mới nổi Trương Lăng Hách và Bạch Lộc bị phát hiện hẹn hò, người hâm mộ của nam diễn viên tức giận vì anh sớm vướng tin tình ái. Ngày 25 tháng 9, Sina đưa tin hai diễn viên trẻ Trương Lăng Hách và Bạch Lộc bị phát hiện hẹn hò. Nữ diễn viên sinh năm 1994 nhiều lần tới căn hộ của đàn em qua đêm, cô nhập mật khẩu và sử dụng nhà riêng của Trương Lăng Hách một cách thuần thục. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của hai diễn viên không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Khi bị khui việc hẹn hò, Trương Lăng Hách chọn cách lảng tránh, không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận, dẫn đến phán của tài tử nổi giận. Chỉ sau vài tiếng, lượng người hâm mộ của Trương Lăng Hách giảm tới 10.000. Người hâm mộ bỏ tiền ủng hộ thần tượng để họ phát triển sự nghiệp chứ không phải để đi mua đồ hiệu cho bạn gái, thật vọng quá. Sự nghiệp chưa có gì đã mải mê yêu đương, tôi từng đặt kỳ vọng Trương Lăng Hách sẽ sớm bật lên thành sao hot trong tương lai. Nhưng những người hẹn hò sớm ít ai có sự nghiệp thành công cả, là bình luận của nhiều khán giả trên Douyin, Weibo. Theo Sina, tin tình ái ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của Trương Lăng Hách vì anh chỉ là ngôi sao mới nổi, lượng người theo dõi trên trang cá nhân mới có 5,2 triệu. Thậm chí, có người hâm mộ tức giận đã quay lại tố ngôi sao Thương Lan Quyết từng vi phạm quy chế, gian lận thi cử ở đại học và bị xử lý. Lời tố cáo này khiến hình tượng thiếu niên học giỏi của Trương Lăng Hách bị đặt nghi vấn. Bên cạnh đó, Sina nhận định sau khi nhiều sao nam hoa ngữ xảy ra bê bối đời tư, khán giả muốn thần tượng phải là người chuyên tâm với sự nghiệp, không mải mê yêu đương bất chấp việc có thể ảnh hưởng danh tiếng. Theo Sina, nhiều ngôi sao trong giới giải trí hoa ngữ không công khai việc hẹn hò hoặc không có người yêu vì muốn giữ chân phán. Ngoài ra, việc có bạn gái cũng gây ảnh hưởng tới quá trình thưởng thức phim, hòa nhập vào nhân vật của khán giả. Khán giả Trung Quốc ngày càng khắt khe hơn với đời tư của nghệ sĩ. Đầu năm, em gái quốc dân Trương Tử Phong cũng nhận nhiều chỉ trích, bị công chúng quay lưng khi hẹn hò với sao nam tai tiếng Yên Hủ Gia. Theo Sina, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc mới cùng tham gia bộ phim Ninh An Như Mộng. Tình yêu của họ phát triển trong quá trình hợp tác. Trên phim trường, hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc. Trương Lăng Hách sinh năm 1997, kém Bạch Lộc 3 tuổi. Vừa qua, anh trở thành nam thần cổ trang thế hệ mới, có sự tăng trưởng vượt bậc về lượng người theo dõi trên trang cá nhân nhờ tiếng vang của tác phẩm Thương Lan Quyết. Trước đó, Trương Lăng Hách gặp lận đận trong sự nghiệp. Bộ phim Cắt Tinh Cao Chiếu mà anh đóng chính không thể lên sóng vì lệnh cấm phim đa Mỹ.